Ông quý chọc. Ông chung đẹp và cảm to cái chung đại ca này thì xạm nạc ca hay to tên ít bắt đầu bị cầm đầm nàng xạm về nhá để rùm tiền xạm mịt vì nó mốc đầm nàng đầm nàng rập ra về nhị phóng mẹ nó ca tăng xong rồi đầu dịp vô xạ thầy rùm đi bằng to bằng chọc xong chương. Chào xong một con lúc thiến lục xạ xấy muốn đi dương mai phiền xa ông pi than được hiệp từ ca nơi tầm lục an tập đoàn thăm mò hai môn đứng khi ông bằng to đo với thiên là bót mấy khi ông mà nhìn sầm mà sầm luôn trong xua tờ lọp từ khang cao ấy bằng tịch nơi pe được khi ông xua lục ông pi than được hiệp nhẹ chầm ngứ hai miền pẹt tế lục sỏi tha miền pẹt nơi nông con chả lạt bằng tay nơi pe đài lục sỏi chỉ mũi nâng nhẹ sơ bằng kẹt nơi cây lại xã cho con sự bằng kết cứ nơi trong eon chia phía xa ông lế xôn xôn xam sụp tí đọc pi xôn muối chia phía xa khám mái xôn xôn nâng chia phía xa bà ràng xôn xôn chất sập mà phê bàm buôn mà phê bún nơi bây đời nhạc tha nơi cà rạc tha lược tùm nục ta miên pẹt nâng thà nam pẹt đà rử tế lô bán cho lòi thà miên cụ pẹt bà chăm ca mơ con trả lập nơi khăn nông con rồi bọc nhóm khá miên pẹt bà chăm ca tê pẹt tèng nục cứ khá miên chùm niên tê cứ chạp dọc bị phu một thua tài mạ đòn thà nam pẹt cứ chỉ thà nam bỏ đật chỉ thà nam bổ rán thà nam núp miên bò khiêu bị bạn lếp nà nẹ khlác có lếp thà nam ní hai nẹ khlác tiết mình lếp tê đòi cổ vệnh cháu mình ai kể khởi mình chẳng khuyên mà chẳng xua lục và chạy tha ta lục nơi chạm bàn tế tha ta chấm lòi để lục lòi muốn đi tha miên thà nam và đại lục mình đăng thà nam hay vậy để lục lòi cho mọi nhạc sư bằng kết nâng lục mang cho lòi dành cho bác tha miên thà nam và đất thà nam bỏ ra miên bỏ khiêu miên anh chứng ta chấm lòi mùi na đại lục dục chịu bán cá bạc biết mình chấm lời này tôi tạm chấm lời sọp môn nụ ẻ nhóm màu ta về chia chấm ngư hào ta ban thì cứt mình đoàn ở chỗ về ông bình chư du khe trơn à đè niềng nên mua tàu chụp nhóm nụ phúm nhóm croc mình tư mình rồi thì khơi nhôm sập rồi, chư du khe chờ gần đồng về nhau, chúng ta chấm lại để lục chlao nó không sao mà cả muốn đi, hai nương chấm lại để lục sập chlao chỉ muốn nè sự bằng kết cao pi bao mán chăn muốn nữa, ta lục dục chấm lại muốn na để bàn ca để trầm trữ. Sa xây cho loài tôm mình vô môi na chả cứ nực rồ khơi cha mình đến tiết lộ xạ xấy xâm nua môi tiết nâng trong số lục tha nơi khăn ông lông pê đại lục thua ca nơi tùm nộp an tập bèng thơ mó ta lục thuộc
trời ban kì chào tha miên chùm ngư sạch tệ ở rõm đà rửa tế. Tế mình đèl miên tế lưu tập bia tha, lưu tập bia thua cá tha sạch tệ ở rõm, sạch tệ ở rõm. Từ chân bố, mình nhẹ, nếp nhẹ nụ ọt lưu. Cho lúc luôn ấy nè, nước nông tê là lúc thua ca nơi tùm lộp an và tiếng thơm mô. Lúc lọp trở bàn cái chọt và ca nà rồi thế. Tha lúc miên chùm ngừa sẽ tệ ở rõm. Bà lúc xã xanh mà toàn loài tóp. Xong chơi lúc mình sẽ bị cùng tùm ấn. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះចំណុចនេះសាក់សីបានឆ្លើយបញ្ជាក់រួចហើយថាពុំមាននរណាត្រូវបានចោទពីជំងឺស្ទះអារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមបកគាត់រួមនឹងគាត់ផងហើយអ្វីដែលគាត់ឮពីពាក្យថាជំងឺស្ទះអារម្មណ៍នេះគាត់ជាលក្ខណៈជាពាក្យទូទៅដែលឮគេនិយាយតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ nhưng đôi chỉ đập sạ xây lưu nơi không lấy sến để quạt hà quạt loạn lưu tệ ở rõ mình tại quạt luôn ấy mình cho bán cho mình nhôm su và chia tay đầm bay ở ba chương nữa khi mà dùng từ nơi ai cả xa tại mà đó lột sạ xây lột loạn chao cho môi nơi nẹt sơ bằng kê tại đài nữa cứ ai cả xa tại đài hai nơi tròn y ân chia bị sạc máy cứ sôn sôn ở phây bầm bún ha sập bầm bún sai sập bầm pì chia phía xong lế xôn xôn xàm sập pí đập pí xôn pí chia phía xa bà ráng xôn xôn chật sấp mà phây bạm buôn mà phây buồn lô cháu lôi bạp nẹ sơ bằng kê tha hiểm đọc xóng kê bàn đọc nhóm pí bật thiên còn nơi pê đạc nhóm miên chủng ngữ bắn tạch bắn tuổi hào nhóm mình bán cho tới gần lánh thưa cá chuộp lọp kế có bán cháu nhóm tha chứ sạch tệ ở rộm. Nhưng nhóm chọn xua và chạy lục tha lục nơi chạm bán thế tha bên lúc kế bật chạy bán cháu và can lục tha lục chứ sạch tệ ở rộm. Hồi bên nâng ta chứ sạch tệ ở rộm nâng miền này tha mấy hay lục miền vô tha dạng mạch đấy. Bạn biết mền nhóm mình sâu mền biết thưa cao ạc cớt hay khi chọc nhóm thả sạch tệ ả rầm hay khi đạc nhóm tù ôi tù bù lạc cầm bội lạc biệt nô bùm chìa đọc bội lạc biệt hay thưa bằng kì đạc nọt ôi nhóm thưa mà ngay đọc bằng kì khen nếp bùn pram nế đọc cớt nhóm cổ rốc phèn ca bán hào nhóm mô bình chôl lên đây là sắp đơn vị. Chẳng về năng lục chư mình tế mê thả lụng bật chỉ miên chùm ngư mến rồi có lục chư tam ca chọt và can bỏ kê còn là chư tệ ở rõm tỷ. Bà chư bít phát mên chư thua ca ớt chúng nó phải đại kê phải chun lục từ thưa ca nơi cái lái xe từ bòi bằng bẹ từ thưa bằng kia ấy nữa nè đại thưa ca nơi nông crom cái lái bòi bằng kia cái lái ấy nữa lái bòi bằng bẹ rồi có thưa bằng kia nữa sao ta nè đại tây ban kê cho bạc can đôi khi nữa rồi có quạt màu vì con xe hay nguyên mùi là hai đại đại nô con xe khi chặt cầm lăng nâng mấy con pi niệm bay niệm và mồ tay một cái lèn tù bòi kia chúc bên nước nẹt na chỉ nẹt sầm rạch đọ lô từ bòi đồng pẹt từ thưa với kỳ nữa
nâng phóng sắp tới thiên vị địa pháp tha ôi tổ đọ ôi tổ bò chữ phía và thiên vị địa đại lục tha ôi lục từ bò chữ cổ từ vừa bực kỳ nữa còn bên chung mùi vậy đấy chung mùi chuồng chúc bé đã quạt bạp lô ai từ bò cùng bé được có vừa bực kỳ nữa lô miền sứt bạn để sai thế được có ai bạn để sai tham mình tư bán thế tàu mình hiện bậc kê tê tàu tam tư hiện bậc kê hay là với ban chia lục mình hiện bậc cái của lục ban chia lôi tha lục bậc chỉ chư mến cái nấng cho bớt xem mà lục chư hay là với ban chia lục mình bậc cái tha lục mình tử hiện bậc cái thì số mai nu thì hiện bậc cái dây bàn thì dây bậc cái phần năng bàn thì sau chết vô thứ năm tam liệp năm pet liệp tôi thưa cả chỗ nơi khăn ông lòng pe đại lục ở thưa ca nơi tụm lục an tập giang thamón này ta lục ở thưa ca đòi sma chất rước co lục ai miền sệt bạ để sai đại nơi pe để kêu ao lục từ đây đây là lược tụm lục lược ấy nắng tu tu crop home ôi tệ dụ chuẩn cứ hào của mô tụng ngọc chuẩn này đi hào tụng ngọc cho bên năng lục tư đòi mã chật rưu cổ mình kê bằng kho mà lục tư rưu cổ bên năng lục bằng cách tham bật tư ba na được tê mình tàu ở bàn trâu tàu tàu ôi tập dụ chuẩn này đi nâu bàn thì mình ôi sol thì hai đây bàn chỉ trâu tại tứ hai đây bàn mình bạn để xài tứ và xin bảo mình chọn tứ đừng phỏng khi hào hồi cái tam kỳ định dạng nào tôi có tốt mùi kỳ cho nó không ngầm lòng phê đại lục phương ca nơi tùm tùm ăn tập bèng thơ mô nữa kê miên đai đa sông của vật rụp nẹ đại phương ca nơi tin ưu tế miền khla khla tờ khang ná chỉ nẹt đào xong của vật rụp nữa hay lục đấng thì xong vô thử ấy miền mê với địa kê địa ôi thử mê và rẽ đại pháp ao sông của vật rụp nó cứ sông tầng o nè đại thưa ca nơi khôn tụng ngọc an tập tiếng thơm mát rồi có sông tại nước nông con rồi bao lục tề
rằng ai cái phiệp tiếng ốc miền xa mùi thì chú lục đăng thế tha hai đồng với ban chỉ kê đào srong rưu có bồn mô lưu bồn vọt từ rù bồn bọt nẹ đã thực càng ở an tập đàn thơm mô bạt nó đừng tê chung ngoan là em nghĩ srong tôi giang nà thế chung môn nâng miên ca đào srong đào bồn mô lưu nông niêm lục chưa và thiên con thông này nó ở miền ca và chung này nó môn nâng vì được biết này ca strong được cô ca này ca strong này thế bạn chập đám strong cái cơn đập rap đờ strong tam con tam con nè nam ban strong trâu thể sang rồi ó anh chẳng được nông con là bao lâu cũng luôn chỉ nhận sang của vợ từ lúc tối rồi còn miền nhận sen chỉ nhận sang mà tề ắt cưa tề nhận men cái nhận sen cái đờ sang chấm nô chôl xe hơi lục đấng đấy thay nơi đây là cây sòng bàn đấy cây rìa ca oi nhà nát lá mình đừng tề cái răng cái vô tới nào ấy. Đừng tề chào cún nhưng chỗ đó là cái thiên động bọt mây mùi xanh tiệt đài bẹ con tới nâng ca chập luôn nâng ca sầm lập mình lúc nâng nâng tùm lục an vật đèn thơ mó nhưng trong số lục tha ta nâng nâng con là bọt lục nâng miên lọp miên ca chập rưu có ca sầm lập mình lúc đài được tề nông con là bỏ lúa tam là lục đơn tam là lục chấm bạt miền mùi miền miền địa sông lô gri bọt mất tha mà nẹ đài kê dục từ chập hay nâng sầm lạp nâng ta rương hại đang bị cạo lang là bị mất hay cọt đang mau bị ná. Sạ tay mà toàn xoay top, thông chơi luôn mình bị bây giờ cộp bế. I object to this question. The question was already a bit dubious to start with having two subjects in one sentence, arrest and kill. But then when the question was asked, the witness answered, I know of one incident that someone was arrested. And then the subsequent question was, tell me about the incident of someone being arrested and killed. He didn't say that. Tao miền khơi kê chạp mà nụ hay xâm lạp ở đây có đặt bàn này dễ ẩm pi ca xâm lạp mà nụ nì tê. Khi mình đang tha chi phía sau lấy quạt ở bàn đập lưu biển mình tế bàn tay khi mà cầm tay xua lơ cả này mình đừng mình nhẹ đã xạ xây cầm cung tay ban đừng chờ lời bạc một nít cứ quạt tha quạt ở bàn đằng đường mình đừng mình nhẹ từ bàn cái chắp hơi sầm lạp nhưng khi mà cầm tay xua đừng cả này để quạt ở bàn bị bạc một nít quạt trong tầm toa riêng phải nhà hà tầm núa xuống nắng cứ tiếng pi ỏng hai cả chạp phong hay nâng tầm lạp phong hay còn phải dạ vừa quanh hà chạp hay nâng tầm lắm bên miền ông hết khóc ni ta còn đăng tiền cả chạp tiền cả tầm lắp rư coi dạng mày chẳng phải dạ bản bản lo và thần đi chạp cứ ông hết chạp hay nâng ông hết tầm lắp nóng chỉ ông hết mùi tiền để chuộc khní chứ mùi nâng ông hết nâng đáy bàn tay tầm núi cua tay nhê chạy đạch bị khní phần được nông phổ đồng biên đại tựu bán đôi khi mình men chập hay tầm lập đi mình đại tha hướng chập ập xí hay tầm lập xì
còn ai đằng hướng chấp còn đằng ai mình đằng hướng sầm lấp ưu thế hồi chừng sầm nhẹ cho bạn chấp lo đâm bay nghề yul hay chỉ viên cả nam ông hết mình bên sầm lấp đi chứ xua còn tiếng chấp hồi sầm lấp còn lời tới vì chỉ ông hết đã còn mình đằng đặc biệt mình bị xua tới bị chia tới còn mình đằng gì vì cả sầm lấp ưu thế hồi chừng vì ăn miên phải giàu vậy đi nông ca xua lời nưng vì ăn miên phải giàu phải đâu cả bất đi. Chào lục vật thiên nhưng mà nhẹ cái thiên là bọn này chỉ tí vận tải đam bay ở sân xóm pe về lý đại sa sạ xây bàn mình chị hỏi thà quạt ở bật chị bàn đừng làm tí hạt cà mùi nướng nhưng khi dùng đó là chầm lòi được bọc quạt chỉ mùi nướng nẹt sườn kẹt nơi cày lại sạ chỉ cầm sườn kẹt cứ nơi trăng yên chỉ bị sạc máy xôn xôn hoặc hay bầm bún ha sập bầm bún sai sập bấy chia bị sạ ong lế xôn xôn sam sập tí đập muối cày sập bầm bấy chia phía xa ba ráng, xôn xôn, chất sấp mà phê bàm buôn mà phê. Lục xạ xây lục ban chào tha nơi khăn con rồi bọc nhóm, miên ca chạp mà nụ, dọc tư xâm lạp chào. Nhưng chẳng khăn mà chọn xua lục, mình chạy tha nơi phê đài lục, chào tha miên ca chạp hay dọc tư xâm lạp nữa. Và lớp nhóm bị phía xa rừng ca chạp mà nụ muốn. Ta phê đài kê chạp mà nụ nữa. Chạm nơi cả lại ná hơi bên là đá luộc chui rịp rộp ẩm phì hạt cá nó chun đó ta là cá phóng. Mà chạp nâu có lẽ nhà hàng ta nộp rừng chê chấp nhận na hay đời xa mu là hạt ở vậy đai hay hạt cá nó bị cạo lang là bị mất xông luộc ở chui điệp rọp ở lùm ớt mình tỉnh má đừng mu là hạt nhưng mà hỏng ớt đừng lập tài lư hay tam pịa đề ní tha pịa đề trăng vật tư rụp nụ ảnh. Pịa đề chạp nâng trăng vật tư rụp lục trăng bàn này tham mách xong lục bởi chị ở chỗ bà tỉnh mất. Nhưng đôi chư mình dùn. Trong bộ vật tử rụp tấu tha nệ a ca sẽ cho hay xôm đọ hột khó ao ọt prôm ôi thú lưu biên thành cho anh nên đập biết ọt biết đi. Ta khang lá gì nè cho mà chạp ọt cơl một đường phòng dọc nơi nông trầm lao là bao lộ chuyên môi nâng nhà sơ bằng cây đá đá cứ nơi yêu ăn đá đá bàn tay màu tròn màu tầm po khoảng một bàn tay lộ bàn chloi làm nhà sơ bằng cây thà ca chập luôn nữa rồi thưa lang đòi phụ thể hiên rồi bao tàu vào chúng khi nhôm trong suy bạch trợ lục tha ca đại lục chlao cho mối đường nẹt sơ bằng kẹt nút ta chỉ ca trầm tư đại đệ tế nơi bây đại lục giấy tha phụ thể hiện là chọc máu nữa cứ chỉ hiện chia thể hiện là bỏ tàu vá bà mình biết khơi รุ่นเองเดลือเปียกกิธาทาตามกีโลกมุนนี่บ้านในใหญ่ทากวดนั่งชินเนี่ยอากาศจอตาโลกดังประวัติบากวดที่ทากวดมาวินาให้ฟูกาเลยกระไหลนาได้
bong phôn chỉ lìa mày bong phôn chỉ lìa thay mấy nữa cứ bong phôn đài chỉ nhận đầm phần mesa một bịch nôm phần nhất ta thêm vô lên chân tâm trời thế. Xong lúc chơi mà đón tiệt mình nâng lên là lúc chơi nâng ở ba mẹ con ở toàn bản thì trong lúc chơi mà đón tiệt hà ta ở khiêm xua xong rồi trong coi mình nâng xua tha lúc dậy tha nẹt thay nâng khiêm trong một xua bị chạy đâu tha nẹt thay nâng cứ nẹt đầm phần mì xa mà cực nôm bình chẳng trăm tờ tê bạt bịt men thôi. Chú lục đăng thế tha quạt mò bịt nôm pin vừa chỉ nhận bảo kiện họ nâng ta quạt thưa ca nơi cả lại ná nơi để quạt thưa nơi nôm pin những lục bàn đăng đường này thế. Đăng tề. Lúc xã xây nơi nông chậm lại là bỏ lô tờ đá cứ nơi yên và to mà tùm phố hàng bộ công tỉnh môn nực nhóm an môn hình tỉnh nữa. Lúc bàn chá lòi bạp nhạc sơ bằng kết thà môn bê chắp luôn là nà mà nẹ tay tay mộc xua và thiên chỉ muốn sần đòi xa nẹ nút chỉ con rồi bỏ nhóm kê bàn mộc xua khá nhóm rộp chmua nẹ đã tới chắp nụ bề nút nhom có bán bạc kề hái kề bán một chập nẹt nút tai mặt đòn dục tới tai mặt đòn nơi pe phụ dương cầm phung thưa cá nơi pe dục trong khi trong xuôi bị chạm lục tha hạt ca để kề cho mà chập nứng ta việc cả làng nơi pe dục nước mong và hai chia vào màn đấy bàn chi tình cứt mồm đỏ phẳng mồm bùng phơ cà mồm nà thì bạn chỉ cứt chẳng về cái cho mà chạm nó cứ về dục của bông tại thưa ca lược tầm lục nó cứ có ban sầm rạ thì ca nghe lược tầm lục nâng hào bạn cái cho máu no maintenance สําหรับធ្វើការទេកំពុងធ្វើការចុះបន្ទាប់ពីចាប់គាត់ហើយតើគេយកគាត់ទៅណាbằng cái giọt tôi nà để giọt qua cái nấm tàu nà rồi hiện nay nhóm bệt lô sạ xây nơi không chầm lòi là bao lô tả đáy bàn tay và to mà khám bộ ổn tịnh nữa lục bàn chào thá bê núp nhóm có bàn tư chỉ mùi bê kê bàn đá tự đo cô cùng chạy đại miên chầm ngài vì cả lãnh thưa ca và hai học sập mát rộng bệnh nữa nẹ nút ban rốt kịch luôn nhóm trong chuối đài chưa hình được bây giờ bị bây giờ có bế. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. In itself, I have no objection to
the question posed because his answer, the witness says that he didn't remember things. However, I would like to avoid the situation that we had last week when too many details are being read in the previous statement, in fact helping the witness remember things, and we can all see that this witness has the previous witness, by the way, has memory issues. So I would urge the prosecution, if they start telling or relaying details from the witness statement, to be not to give too many details away in the excerpts that are being read. So step by step is my request. បាទលោកគាត់តែគាត់តំកល់ទេហើយថាអភិញ្ញារងជាតិអាចធ្វើបានក្នុងក្របខណ្ឌនៃសំណេដែលសរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុជៀសវាងតែយកទៅពលៀតពយលឲ្យហួសពេកឆ្ងាយពីដែលបតិចរិតនៅក្នុងកំណត់ហេតុបានហើយមិនមែនដកស្រង់ ចាំបាច់តែដកស្រង់នោះទីបើដកស្រង់ជាល្អហើយចៅគុនលោកប្រធានលោកសាក់សីខ្ញុំសួរសំណួរចុងក្រោយមុននេះម្ដងទៀតលោកធ្លាប់ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅត្រង់អ៊ីអណ្ដាដែលហ្នឹងលោកបានឆ្លើយជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតថាពេលនោះខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយគេបណ្ដើរទៅដល់គោករំចេក ដែលមានចម្ងាយពីកន្លែងធ្វើការប្រហែល60ម៉ែត្ររំពេចនោះអ្នកនោះបានរត់គេចខ្លួនខ្ញុំចង់ជួយដែរតែអ្នកបណ្ដើរនោះបានគៀសខ្ញុំចេញរួចហើយបាញ់ប្រហារអ្នកនោះស្លាប់តែម្ដងនៅកណ្ដាលវាលស្រែខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកដឹងទេថាអ្នកដែលបាញ់ប្រហារនោះគាត់ជាអ្នកណាដែរហើយនៅក្នុងក្រុមឬក៏កងណាឬក៏មានឋានៈអ្វីដែរ bạn nhà đây cái ban nhung thân nặng kê trên này thả yêu thia và chăm thầm lộc này muốn đi lộ ban chào gì thả nhẹ đà mà chắp cứ phụ thể hiện ở bờ tàu vào những khi ông trong xu bị chẹt tha p đại ban nhưng cứ chia mà nu mà crom đại cho mà chắp tàu đá nó cứ coi chuyện nhẹ xén đại chuyện nhẹ ban và hà p luôn kê nè yêu thia ngoài cái mồ mà chắp vô tàu này khi ông đăng thà lục ban chlao hay thà yêu thia nâng ai chỉ nè chắp phần tai nè đại bánh ta chia yêu thia đoạn đài lưng rưu cổ miên crom xỉn và đừng phòng cho cái kia nhóm ở trên những cái nhóm kịch khai đừng cái dạng nào nên cho mùi nào dọc nghịch phòng có chẳng phê đài kịp bánh ta lột nơi cả lạnh ná hay lục ban khơi cả bánh và hà nước đòi to đại được tí ban khơi tề lư ta sno kịch ngày ngày vì mình oi bệt lúc sợ sấy chầm lao để lúc chlao muốn nít chỉ muốn nâng chầm lao để lúc thọp chlao bị mụn chỉ muốn nẹt sơ bằng kết hạt đôi chỉ miên phiệp tùy khnìa vì phù nơi pe để lúc chlao chỉ muốn nẹt sơ bằng kết khi ông đọ sóng cứ nơi ở đá lúc ban này dây thả khi ông ban khơi kịp ban đòi to phe này
Nhưng khi chúng xua bởi trẻ lục thà, ta bên lục bán khởi kỳ bánh đại tòa phân nét, rồi có lục nơi chỗ ngài đòi mình bán khởi thì ta chấm lói mùi na ở trong trời hay bật bật cọt. Sau đó lâu chấm ngài bán đầm lư, có cái bát rút nụ tố có phần mặt thà mền. Cho hai đối với IP đại lẽ sơ bằng kết xua lục thà lục bàn mở khởi nghiệp bàn nhà tế lục cho lâu dù mùi nâng lẽ sơ bằng kết về đại kê tới xâm phía lục nó lục cho lâu thà nhóm bàn khơi đòi tòa phân hệ về kịp bánh này. Bàn khơi nâng nê tế cơn đà lư dùl thà chìa sân hồi các về bịt mền các thà เคยสำหรับจัดทักเคยจ้ามนุษย์มนุษย์ได้โลกบ้านใหญ่ทางกิจจับให้กิบังนั่งกรอยมึงทั้งไงการหายนั่งลูกมีได้ชุบกอดมาดองติดเด้ลูกเทียนខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់តាកតងនឹងការសន្និដ្ឋានរួមមួយថាសាក់សីនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ដែលសាក់សីឃើញគេចាប់ហើយគេបាញ់ប៉ុន្តែមានអង្គហេតុមួយទៀតនៅចន្លោះនេះគឺគេចាប់ហើយអ្នកនោះឯងបានរត់ជាយាមរត់បានមានការបាញ់អញ្ចឹងនេះជាអង្គហេតុដែលសាក់សីបានផ្ដល់ឲ្យបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសំណួររបស់សហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់បញ្ហានឹងថាតើគាត់បានឃើញមនុស្សនឹងទៀតដែរឬទេមកពីគាត់ប្រហែលជាមិនជឿថារឿងបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់បាញ់ឬមិនបាញ់ហ្នឹងឯងបានពេលគាត់ទៅសួរបញ្ជាក់បញ្ហានឹងនេះជាលទ្ធផលនៃបញ្ជាក់អង្គហេតុដែលបានកំពុងដេញដោលអញ្ជើញតទៀតលោកនឹងចាំសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមិញទេឬខ្ញុំសួរលោកតើម្ដងទៀតតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកឃើញគេបាញ់ហើយហ្នឹងតើលោកមានដែរបានជួបមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៀតដែរឬទេចាប់ពីថ្ងៃនោះតទៅក៏បាត់មែនពិតសូមអរគុណលោកសាក់សីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអរសំណួរសូមទេវេទិកាទៅសាក់មេធាវីនាំមុខសូមអរគុណបាទអញ្ជើញថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីបាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចក្រមភិគីសាធារណជននឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រអង្គជាមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនចង់សួរទៅដល់លោកសាក់សីសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំចង់សួរជាបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលលោកដឹងឬជួបប្រទេសផ្ទាល់លោកមានបានដឹងអំពីបញ្ហារៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងដែរឬទេលោកអាចមានប្រសាសន៍បានដែរឬទេបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទក៏បានដឹងថាក្នុងសង្គមនោះរៀបការហើយតលស្នើដល់មេប្រធានប្រធាននារីមេប្រធានយុវជនស្នើដល់ទៅប្រធាននារីតនារីទាំងពីរនោះយល់ស្របមិនស្របក៏ស្រេចលើទៅលើប្រធានកងបាទតបានស្របហើយប្រាប់ទំនិញអ្នកទាំងពីរនោះ
tha srob ni aich ban riep ka ban ban banh minh lok mien prasah tha ba samai khluon srob mon srob vi srach ta leu prathien neri ta lok chang mien nei chang samdau ta leu yang mạnh ta vậy để lúc miền bắc sang mạnh miền ở trên này giang đội mình đánh lúc ai bị dồn bàn thế mà đưa tam xe bàn đồi họ thả pi crom tô mê hồi tiệt tồn và tam xe rỉ mê cơ thiền ta lộc miền bắc đang chia ra thế ông pì cà riệp cà nơi lại đại lục ruột nơi đang thật ta miền cà riệp cà chia tràn lực đại được thế và miền khắc la tờ miền phía trơn riệp ca một đoàn miền tệ họ phây tu tâu xam sập tu ta lúc anh phải chạy ở chế bàn tế nợ phê đại lục nợ rồi dạ phê bây chân em rồi bây khai nắng thả ta lúc bàn đăng ẩm phí ca riệp ca bà màn đoàn đài rồi có bàn đăng tạch tuổi tế ai lục ai rộp chi lực đấy ban phần màn lực phần lực đại lục đẳng ta miền ca điệp ca phần màn lực đại lục đẳng và miền pi đòn phu con nông phum nông phum từ phiang thọ mà đón con nông con lên sư biên mà đón pi đòn ta sư biên nông spin nó nơi cái này nhá, lục ai bị chạy bàn đấy, spin nó spin cái hai spin ấy. Spin ăn phiền thọ nó, tiền tìm mùi. Ta cà riệp cá nắng thật ta được không? ខ្ញុំសួរអំពីបញ្ហាការរៀបការនៅក្នុងភូមិថាតើលោកបានចូលរួមផ្ទាល់ឬក៏លោកគ្រាន់តែបានឮទេការរៀបការនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានបានបៀតទេគ្រាន់តែមកឮបានគ្រាន់តែមកឮបានបៀតគេទេលោកលឺយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់បានទេហើយនៅក្នុងការរៀបពេលហ្នឹងការរៀបការនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានប្រមាណគូដែរដែលលោកលឺគេនិយាយហ្នឹងមានដល់ទៅ20គូតែលោកស្គាល់អ្នកដែលរៀបការនៅពេលនៅក្នុងចំណោមអ្នក20គូនោះដែរឬទេមិនស្គាល់ទេតើលោកដឹងអំពីការរៀបការហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចតើមានអ្នកណាគេប្រាប់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកដឹងអំពីការរៀបការនៅក្នុងភូមិហ្នឹងយ៉ាងតាមវិធីណាគេអោយអង្គុយតុមួយកន្លែងទៅរៀបសុំទៅលោកខ្ញុំលោកសម្ដួលខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំគិតថាលោកស្ដាប់អត់បានថាតើលោកដឹងអំពីការរៀបការនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដោយវិធីណាគេនិយាយប្រាប់លោកឬក៏លោកបានឃើញ
hay cái này dây thay giang đôi mà đánh khla lục anh như dây bàn đấy bờ sân chỉ kê như dây phạm lục. Và bàn khơi kê lăng mùi cu xâm rạch chặt thả hai thật tổ tù trên chêm đỡ xa nìa nóng mùi cu bạn ạ quân lúc anh dây ông bị cà riêng châm ông bị cà riêng cà nực nông phùm nâng thả ta ở miền nẹ nà khá chô rùm bà lúc bánh bánh lúc miền bà xa thả lúc bán khơi tạm đòn chẳng lúc anh dây bán thế biên nẹ nà khá chô rùm nực nông bê lúc chẳng dây thả nẹ đại chết mấy con rồi thả chỉ mấy phùm mấy chẳng thả ta ở miền bộ khá chô rùm đại thế សាក់សែងបាទតោះឆ្លើយតបសូមជ័យលោកមេធាវីកងសំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាដូចជាមានភាពចម្បងច្បងបន្តិចចំពោះសំណួរចម្លើយដែលមេធាវីថាមេធាវីនាំមុខបានសួរចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងចម្លើយដែលថាសាក់សីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបការនោះដែរឬទេសាក់សីបានឆ្លើយបញ្ជាក់រួចហើយថាគាត់មិនបានចូលរួមទេ hai con bạn được biết tê và kèm oi được biết phong và phần tái cõi máu dạ sấy hạ đôi chia dây thả bàn khơi phần tái mình men miền phía bắc loạt tê chân trong nội ní cô tại miền ca su bình chẹt từ lơ trong hồ rồi bỏ dạ sấy thả tá bàn châu rúm bên bạc cát bàn khơi to phết rư mùi còn tại lư kê thả tê và sớm một con sôm phe kỳ chạp rầm thả dạ sấy bàn bình chẹt ខ្លួនគាត់រួចហើយថាស្ថានភាពកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឆ្លងកាត់ការឈឺរយៈពេលយូរគាត់បាត់បង់ការចងចាំភ្លេចភ្លាំងឬក៏ផ្ទាំងផ្អន់ផ្ទាំងស្មារតីដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធក៏បីរៀបចំសំណួរទៅតាមគោលដៅប្រភេទដែលរបៀបនេះដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផល ដែលអាចទៅទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបើយើងរៀបរាប់វែងអន្លាយពេកមិនអង្គន់សម្រួលធ្វើឲ្យទៅជាសាមញ្ញដើម្បីឲ្យកម្រិតសាក់សីនឹងស្ដាប់សំណួរយល់ទីលទ្ធផលវានឹងប្រឈមនឹងការលំបាកដែលវាមិនច្បាស់លាស់សូមរៀបចំនៅសំណួរសាមញ្ញសាមញ្ញសួរឲ្យច្រើនចោះប៉ុន្តែឲ្យគ្លីអាចសួរសាក់សីយល់ឲ្យច្រើនឆ្លើយតបបាន trong bà hai cho mắt là phía bà bà luôn bàn tay bà giáo ích vì ọt bàn phò đại sao tốp mà vĩnh vì mình bàn tốp đi nè sẽ đáp vì bà ru hơi vì là ôi chứ bùa xâm nô đại sú bàn tay phò vì ọt bàn bà giáo ích ấy vì bùa nè sẽ lời tốp mà sẽ đáp mình dùl bàn xâm ọc quân đủ thiên nữa đại sao dạp bê nơi khlây mên tên nhưng xâm bà to xâm nô hay lực khlây khlây lúc anh ở dây em bị vây đẹp lúc bán mơ khơi nhạc nông bên riệp ca nhạc nông phùm nụ đại rửa tế xung lộn chơi bất xâm bất thái lúc anh ở dây bán xung chơi và cứ lần tệ đơ tù mơ kìm phên phết á đa chanh bán nội dụ thì ta miền sự cam phiếp ở vầy khá đã lục bàn khơi nhịp bề nút bàn khơi miền cam sự phiếp chẳng nà thế mà bạn chỉ nâu dư bằng cái riệp cà có cái chanh bạn ở khi chiên từ pê và lia riệp cà mùi tiết đại lục miền bà sạc thà chỉ cà riệp cà nơi tùm nộp nơi spiên tì mùi tập biển thơm ta cà riệp cà nụ riệp cà
nơi bên ná lúc ạch bình chạy bàn tế khai chân nắm. Mà bên bàn cứ chăng chăm ngày chân nắm tế nên ngày nào bàn cứ cù. Ta lúc bàn đăng pi ca riệp ca nơi tì nụ tam một chỗ bài nà đá đòi luận anh khởi một tối rư có kê nè dây prap và sạp tè miền mê cổ cái hào chứ mục nè lè tàu riệp ca tập từ lứ khơi đờ mơ kì lộ miền bàn khơi tham miền cà riệp cà nóng miền tràn cù thế miền tràn tờ miền miền mà phây cơ miền pram có miền sum cắt lộ cà riệp cà nư chất spin tì mùi chấm nộp tập bèng thamò đại lục bàn khơi nâng thật ta miền bà mán cù cả tam ca bàn xe màn bò lục cả xe màn miền là đập bay đập buôn cù hay tông một phê cù chiếc phí lưu. Ta miền lộ miền bàn khơi miền miền bị thi xa xa ná rư có miền bị thi ở bây xênh trực bàn thơ nếp bề nốt đại tế nở spiên tìm mùi nắng không bề riệp cả không bề riệp cả nắng bạt khơi miền kỳ hà thà miền chiệp ca miền chiệp ca đã nâng mục tầm nang kỳ đẹp nọ ta bên lúc miền nẹp xên pì cù xoa mây cho ruộm đại tế lúc miền bàn khơi chứ nẹp xên cả vị đầy bộ phồn miền phụ quản miền cho ruộm đại tế ở miền tây miền khơi tây nẹt na chỉ nẹt đặng nòm cà riệp cà nơi tận nục nơi lơ tận nục nơi spiên tìm mùi những lục miền bàn chạm đấy miền score đấy miền đà nẹt căn ca nắng ăng ta lúc ai phải chạy ở chỗ bạc đấy phụ quan miền tù này tì ấy hỏi quan miền chmua hồ vây đài nẹ căn ca nơi ăng nắng đại lục khởi nó miền đại lục ta vào là cái trên nẹ căn ca ăn chẳng mò chẳng su bị chẹt lột thành tá tà vắt miên vọt tổ miên nơi khnông pel riệp ca nâng tài mà đón rư giang nà mình đừng chứ bà phỏng cái này nó nên miên nẹn na chơi rơn nà phê chơi rơn khi nhóm xong xua lục bù xa chết mây lang vinh
nẹ đại riệp trong rư cò chiến nẹ miền vọt tổng miền chỉa thập ở đây nơi khôn ông bê riệp ca nơi spiên tì mùi đại lục bù bàn khơi nhọn thật ta nẹ ná chiến nẹ ở thập ở đây rư cò chiến nẹ riệp trong ca riệp ca nơi spiên tì mùi đại bù bàn khơi nhọn. Nên skill ở thế pro khơi hà tha chia nẹt bầm rờ robot hà tha lục ta và chăm tụm nộp nụ rệp chầm tổ công ban chỉ hà tha sống skill nẹt nung nẹt nị cơn đã hao bạn chẳng ở quân tràn ở số mà chia sẻ khiêm cạn tịch ta lục pu luôn ánh lục pe របប ខ្មែរ ក្រហម លោក ពូ មាន គ្រូ សាស្ត្រ ហើយ ឬ នៅ ហើយ បើ មាន លោក ពូ រៀប ការ នៅ ពេល ណា ដែរ អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ ខ្ញុំ នៅ ពេល សម័យ នោះ ឯង ក៏ ខ្ញុំ រៀប នៅ ភូមិ នៅ ហៅ ថា កំឡែង សហករ តើ bên nút miền bờ mạn cú hay nhà na chỉ ta ta tụm nào cả chiên thật đó là cả riệp cả là bò lục phù nó thưa giang đôi mà đánh đá lục phù anh bật bị chạy đường đằng bàn thế cam vị thi đôi tật nia này riệp đôi tề nọ đôi tật nô an này riệp nô lên thạ cò mê vị thiên thạ cò riệp chồng miền bờ man cù đấy được phú và nhóm chấm nôn tới bốn cù thì bạn ở nơi không lực nơi không bịa rồi bỏ lục phú đại miền chi phía xa cầm nọt hai đầu bờ đại miền chi phía xa khăm ai ở ẩn sôn sôn mà phây buồn hà bầm buồn sai sầm pel nông chi phía xa ông lê sôn sôn sam sập pi đập pi sôn muối nông chi phía xa bằng sôn sôn chật sập phây buồn phây buồn nước nông nú lục phú ban ở miền bắc xa thà lục phú việc cá miền bảy cù chẳng lúc phụ ai bị chẹt bàn tế thà tá mùi ná kho mùi ná trời rồi việc ở đây là lúc phụ bị chẹt mạnh mình thà buồn cú hay là còn nít bảy cù rập cù đèo cà pê là pù cà nắng miền bờ màn cù pù anh phải chạy ở chứ bà hai khi nhóm ăn miền rừng nuôi chả ăn tiền tế miền để bị bày rừng nuôi tiền tế bạn chẳng mình ấy đấy bà pù bà bạn ở trong cà rầm lực một vĩnh khi nhóm còn mình xù mình phải không phải phụ chân lời chứ phụ xung nguồn này đây lục phú ai bà chạy bàn tế nơi bê rô bọc mai cả hôm nó thả tá srei nâng pro còn bì nẹ nâng ai riệp chồng rưu gọt ai sở lãnh kia rồi viên quạt nâng quạt hay xin nào ở miền ca riệp ca đợt luôn ai bàn đại tế và rệp hôn ai mình bàn tề tức là tám rịa mê crom mê con từ bàn tề bàn person ba quật
sầm rách ruột nơi đời khuôn anh ta ai miền ở vây cả làng chụp cuộc quạt đại tế mà ta cứ miền như bao khuôn anh miền này na cái ta tu sửa tục chia cầm hộ miền trầu mà sầm núi trong cao được bao nhiêu sầm đạp bền đấy nhiêu trong su lục phù than ở bên núi lục phù chia bờ thiên còn thọm mùi nơi cảnh còn chợ lạnh nơi tụm nụp tới lục phù ai dồi rồi cả đằng tế thà tới ở với chia cô đầu này cả riệp cả nia bên núi đại thân lỡ cái cô đang được ca riệp ca nơi sao mày nói kê miền gì thế tê miền bánh hà ôi như dê chứ rơn tê cơn ta ôi mà chạc luôn tiếng cu nó xâm rạch chật chọc tê phần đó bạn xong ở quận lục phù nhóm đại yểu tha lục phù miền bành hà sọc phiệp bị bạn lục long ca rầm lực lang vĩnh đội lục thiên miền xa nhóm mặt miền sầm nổi tiệt tê hay mong cả đó đại được như thế nhóm xong ở quận lục phù hay xong ở quận lục thiên chụp phù cả đó là cả đảm bảo nhóm su từ lục xã xây lục ni xong ở quận lục thiên thank you Mr. President. An observation. Maybe it's because of the translation, but I heard that today he is fine, and he wasn't fine 6.5 years ago when he gave his written statement. At least that's how I understood it in the translation, and you just also said that he is not fine now, which I don't think from observing him. But could it be clarified whether he was not feeling well 6.5 years ago when he gave his WRI, or whether that is the situation now? Mình mình dừng bàn phơ ca khát tổng cố nơi tâm đầy bà con cứ tha con vì môn ní con đã miền ca rạ bàn chua bật tế nơi chung ngư thông ngôn rồi dạ dú hai cơ rồi mộng ní dừng bàn phơ ca có hành trường con đã mây mộc đo tự khay cắm hai con bàn prang prang đã mây mộc đo tự khay cắm đối nhạc dạ bê thamay ní để con tựa tàng chia bị chư ní con bởi miền bánh hà bị chôm lơ bánh hà ca chong chăm lơ bánh hà ในการฉลายตอบจะนั่งสำนูเยื่อกรอนแต่อ้อยเพื่อกี้ยุลปีปัญหานี้ให้อ้อยสำรู้เนื้อสำนูนี้อ้อยบานเงียยุลดำไปอ้อยกวาดนั่งอ้ายฉลายตอบจะนั่งสำนูระบบเพื่อกี้บานเชี่ยวเวียงนี่เย่เวงไปเจอกวาดทัดดับสำนูแต่เวงยืดรอบนำนัดบานหรือก็เผอเปี้ยนั่งเวียบับปะท้อปีได้เวียตุลุ่มตุลีปีดับไปเหมือนยุลฉลายไปเหมือนเกิดอุติฮอสัวทาตาเคยจะกรรมเพียบในอภิยปีปีนั่งยังไม่อันนั้นเวียเตรียมเตียกาเรียบรวบเวงบัดทาเคยเนี่ยนาคลาโจรวมไอจังเตยเกี่ยนะเธอแบบได้อย่างนั้นเวียงเงี้ยเชี่ยงเอาเวียปัญหาเวียงเงี้ยปนังตีบัดแล้วนี่ดาวเปลือยสมระอาหารไทยตรังให้เอาไปประกาศสมระจับไปปีนี้ตัวเตยเราดาวมองมวยกันละเราซีลนี้ส่งมาเชิญโยวิ่งไม่บรรโตกันจำนาคาสามนาคามนตรีรัฐบาลตลาดการตลาดมนุษย์พอดอกระไรสำราในประตูโรงจำในแม่สะใสดอสะใสรุ่มนี้ในขนมลองเปชุบสำราหนังอ้อยเชิงก้อนรวมเชียงเมธีประสาประก้อนประกันกระไรพอดอกระไรกรรมในขนมประตูสำนักการนี้ในวิลเลียมมองมวยกันละรัสเซียนี่ให้ประกอบอ้อยอันตรายมันตีคุมแข้งนอมครวนโลเคสัมพันธ์แต่การประตูสำราขังกรมสำนักการนี้ในประกอบไอ้นอมครวนว่าตลอดจะรวมสำนักการในขนมประตูสำนักการนี้เว้นในรัสเซียนี้อาบานมนมองมวยกันละสำราเจ้าสมเชิงกล่าวเชิญ